Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Lê Ái, mình đến từ Khánh Hòa. Em đậu đơn may và sẽ làm việc ở tỉnh Erythrea. Trong thời gian học ở ESU 2 thì em đã học được rất nhiều thứ. Đầu tiên là tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì những thầy cô ở ESU 2 rất đào tạo, cách đào tạo rất là tốt và truyền đạt một cách rất là cụ thể. Lúc học tiếng Nhật thì em lúc nào cũng áp dụng, lúc nào cũng học và chấp chép và phát kanji. Và em thấy hai phương pháp này rất là hiệu quả. Chấp chép thì sẽ làm cho mình nói chuyện được suôn sẻ hơn, còn áp phát kanji thì sẽ làm cho mình nhớ được kanji một cách nhanh chóng hơn. Ngoài tiếng Nhật ra thì kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc, các thầy cô ở Kaizen cũng đã truyền đạt một cách rất là kỹ càng, cụ thể. Và em đã tiếp thu vào để sau này có thể làm việc ở Nhật Bản một cách tốt hơn. Em đã tham gia 4 buổi Oden của thầy Hello Công Sơn rồi. Và những cái thầy chia sẻ, những cái thầy đúc kết để thầy truyền đạt lại cho học sinh thì rất là hay. Và em cũng đã ghi nhớ được những cái thầy nói mà xúc tích ngắn gọn nhưng mà có thể sẽ áp dụng được bên Nhật Bản một cách rất là hiệu quả. Khi ở Nhật Bản thì em dự kiến em sẽ thi từ N3, N2 và sau 3 năm thì em về Việt Nam. Thì em muốn làm ở một cái công ty Nhật nào đó để có thể sử dụng tiếng và những cái kinh nghiệm mà em đã tích lũy được ở bên Nhật Bản.